nhân chứng nghe thấy con nạn nhân hỏi sao ba đẩy mẹ xuống, vụ rơi lầu chung cư Kentana. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một người phụ nữ được phát hiện trong trạng thái đã tử vong tại chung cư Kentana, Thủ Thiêm, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời chồng cũ của nạn nhân, người phụ nữ này đã nghĩ quẩn rồi rơi lầu đến tử vong. Thế nhưng qua điều tra, hàng loạt các chi tiết khó hiểu xoay quanh vụ việc dần lộ ra ánh sáng. Uẩn khúc về Nhật, vết thương bí ẩn trên người nạn nhân được phát hiện trong quá trình khám nghiệm hay mới đây là lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường đã mở ra những khóc khuất không đơn giản về sự việc trên. Đã hơn 5 tháng trôi qua, thế nhưng người dân sinh sống tại chung cư Satanda Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể quên được sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2023. Ngày mà chị Phan Thị Mỹ Hằng, sinh năm 1990, một dân cư sinh sống tại tầng 9 của trung cư, được phát hiện tử vong tại sảnh 2 theo lời khai của chồng cũ nạn nhân, chị Hằng bất ngờ rơi từ ban công xuống, mới dẫn đến việc đau lòng trên. Nguyên nhân vì sao nạn nhân làm vậy, anh ta cũng không rõ. Do sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng nên không ai chứng kiến sự việc. Để lấy lời khai, khiến việc điều tra vụ việc gặp không ít khó khăn. Khi sự việc đang dần đi vào bế tắc, thì anh Phan Mạnh Hùng, một cư dân hiện đang sinh sống tại chung cư Kentana Thủ Thiêm, đã tự nguyện đứng ra làm nhân chứng trong vụ việc này. Anh Hùng cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra chị Hằng tại lầu. Nhớ lại khi đó đó anh Hùng vẫn còn cảm thấy ớn lạnh bởi lẽ đây cũng là lần đầu anh chứng kiến một vụ việc kinh hoàng đến vậy. Tôi ở tầng 3 chung cư đó, nhà hướng ra chỗ hồ bơi khoảng 2 đến 3 giờ sáng ngày 11 tháng 1 năm 2023. Tôi đang ở trong nhà mình, lúc đó tôi mở cửa sổ cho thoáng bất ngờ tôi nghe tiếng tôi ngò ra ngoài thì thấy một người phụ nữ nằm bất động dưới tầng hai dù là đàn ông khi thấy tận mắt chị hằng nằm bất động dưới sảnh tầng hai anh hùng vẫn như rụng rời tay chân tôi vội vàng xuống ban quản lý cấp báo cho người cần phải báo công an Ban quản lý cử một người lên lầu 2, sau đó chính tôi điện thoại cho công an phường, bệnh viện, tôi điện liên tục luôn. Rồi đến lúc đi lên lầu 2 tại hiện trường, tôi thấy người chồng là người phụ nữ vào gào thét thảm thiết. Anh Hùng nhớ lại, dù trong người chồng có vẻ rất đau lòng kêu la thảm thiết, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không hề có. Ông ta chỉ gào lên rồi ôm lấy vợ như vậy thôi. Điều này đã khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Nó không giống như phản ứng của một người bình thường. Khi mất đi người thân yêu, ngoài ra người này bỏ đi khỏi hiện trường rất nhiều lần, dù chỉ là người ngoài không không có máu mủ ruột thịt nhưng nhìn chị Hằng nằm một mình lạnh lẽo anh thấy rất đáng thương. Thêm vào đó trong lúc đi lên lầu để trở về phòng, anh Hùng ngó xuống, sẽ thấy cảnh chồng dắt theo đứa con nhỏ đang khóc lớn. Anh Tường thuật lại, vì tôi ở tầng 3 hiện trường, chị ấy rơi lầu ở tầng 2, các căn hộ của tôi từ trên xuống khoảng 3 đến 4 mét, sau đó từ căn hộ mình ở. Tôi ngó xuống dưới, tôi thấy người chồng bỏ đi, rồi trở lại dắt theo con trai. Đứa con khóc thét, khi đó tôi có nghe lắng máng con hỏi, tại sao ba đẩy mẹ xuống? Ông ấy nói ba không đẩy mẹ xuống, mẹ tự rơi xuống. Ông ấy nói từ ấy liên tục, ông ấy nói với con, ai hỏi thì nói mẹ rơi lầu anh hùng bày tỏ nghe xong lời người chồng nói anh cảm thấy nổi da gà bởi trẻ con không biết nói dối nếu là lời đứa trẻ là sự thật thì sự ra đi của chị hằng chắc chắn có liên quan đến người chồng này theo anh hùng những ngày gần đây thấy báo chí phản ánh đồng thời sự vụ trên gây xôn xao trên mạng xã hội nên anh hùng bức xúc có ý kiến trong hội nhóm trên mạng xã hội anh hùng cho hay công an hãy mời tôi làm nhân chứng tôi làm chứng tôi không ngại gì hết ngoài ra luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết ông đã nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình chị phan thị mỹ hằng sau khi nghiên cứu hồ sơ luật sư tham cho rằng trong vụ việc này ngoài các thương tích mới là nguyên nhân tử vong khi chị Hằng rơi xuống lầu, còn có các vết thương phần mềm, bầm tím trên cơ thể xảy ra 24 giờ trước đó. Có vết thương này được xác định là do vật tẩy gây nên. Điều đó có thể thấy dấu hiệu bị tác động trước đó phù hợp với lời khai của con trai nạn nhân. Vì trước đó cháu bé có kể lại việc mẹ bị bố tác động dã man sau khi hai người xảy ra cự cãi tại nhà. Tuy nhiên, các vết thương này không được chị Hằng điều trị tại cơ sở y tế nào nên sẽ không có hồ sơ bệnh án, phản ánh thương tích. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, luật sư Thơm đề nghị cơ quan công an cần xem xét kỹ các tình tiết cũng như nhân chứng xuất hiện ở hiện trường. Mỗi tình tiết dù nhỏ nhất cũng đều là manh mối quan trọng giúp đưa sự thật ra ánh sáng. Trước đó, khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm nạn nhân đã bất ngờ phát hiện trên người chị Hằng xuất hiện không ít các vết thương, đặc biệt các vết thương này có trước khi nạn nhân tử vong. Thêm vào đó, con trai của nạn nhân đã kể lại rằng, Cháu bé từng thấy bố và mẹ cãi vã, bố đã dùng cây lau nhà tác động mẹ nhiều lần. Hai chi tiết trên đã khiến gia đình nạn nhân càng thêm tin vào phần đoán. Chị Hằng không chỉ đơn thuần là nghĩ quẩn. Sáng sáng ngày 11 tháng 1 năm 2023, tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm, ngăn cách sự yên tĩnh vốn có. Người nhận điện thoại là ông Phan Hiền, sinh năm 1958, chú phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thấy hiện số con gái, ông Hiền không chần chừ liền nghe máy. Thế nhưng đầu dây bên kia truyền đến thông tin khiến ông rụng rời tay chân. Con gái ông đã tử vong do rơi từ lầu. Người gọi báo cũng chính là con rể cũ của ông, Gia đình ông hiện tới chung cư Sanada ngay trong đêm, chứng kiến chị Hằng nằm tại ban công lầu 2, sau đó cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đi thực hiện giám định pháp y, chứng kiến con gái lạnh lẽo nằm dưới sàn đá, người đàn ông với mái tóc bạc đã phân nửa như già thêm cả chục tuổi. Theo lời kể của ông, chị Hằng kết hôn với anh B vào năm 2015 và có với nhau một cậu con trai, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, hai người mâu thuẫn nên chị đã về sống cùng ba mẹ đẻ. Lúc này chị Hằng đang có bầu và sinh con vào cuối năm 2015. Cuối năm 2016, chị Hằng và anh B sau ly hôn, việc nuôi và chăm sóc con đều do một tay chị Hằng lo liệu chị nhiều lần đổi chỗ làm việc nhưng anh về vẫn có hành động tìm đến nơi để hăm dọa và gây rối. Khuya 31 tháng 12 năm 2012, anh để đón con trai đi chơi, sau khi anh đưa con đi khoảng 1 2 tiếng, chàng xách vali xuống xin phép ba mẹ ra ở chung với B và con. Đến 11 tháng 1 năm 2023 thì trò chuyện, ông Hiệp cho biết đầu tháng 4 năm 2023 vừa qua Ông Phan Hiền đưa cơ quan chức năng gửi thông báo kết luận giám định. Theo đó, ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thành phố Thủ Đức gửi thông báo kết luận giám định về vụ việc tử vong chưa rõ nguyên nhân. Xảy ra tại trung tư Santana, nạn nhân là Phan Thị Mỹ Hằng, dấu hiệu chính qua giám định có nhiều thương tích bầm tụ máu cũ mới trên cơ thể gãy xương cánh tay phải và hai chân, nguyên nhân dẫn đến tử vong là đa chấn thương. Kết luận khác được kèm theo bảng thông báo là có chấn thương phần mềm trên cơ thể, xảy ra nhiều lần trước khi tử vong. Cụ thể có nhiều vết bầm tím, tụ máu tại các vùng đầu, mặt, cổ và tứ chi. Cơ thể hình thành các vết thương trên do vật tẩy tác động lên cơ thể thêm phần cơ thể tiếp xúc với vật tại gây ra. Thời gian hình thành các vết thương này trên 24 giờ. Ông hiện cho rằng căn cứ và thông báo kết quả giám định và con chị Hằng có thể thấy trước khi tử vong, con gái của ông có dấu hiệu từng bị tác động dã man mới dẫn đến những vết thương như trên. Thêm vào đó, trong những ngày này xảy ra tại vụ việc, con trai của chị Hằng có nghe thấy tiếng bố mẹ cãi lộn giữa đêm. Sau đó bố còn dùng cây lau nhà, chút giận lên người mẹ. Người chồng cũ không thể ngờ, những hành vi mà mình làm ra đều bị con trai chứng kiến và ghi nhớ. Ông Hiền chia sẻ từ ngày con gái mất, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon giấc, tuổi của tôi cũng đã cao, không chắc mình sẽ sống được tới khi nào, nhưng sẽ đấu tranh tới cùng để tìm ra nguyên nhân khiến con gái tôi mất. Tôi tha thiết cầu khẩn đến các cơ quan có thẩm quyền, sớm trả lời rõ ràng về vụ việc. Em trai của chị Hằng cũng đã đến gặp P để đối chất. Gã chồng cũ thẳng thắn thừa nhận, hắn có tác động chị Hằng. Theo file ghi âm em trai nạn nhân ghi lại. Về nói cán cây lau nhà chỉ làm hai cái thôi em, ba cái lằn đỏ nổi lên đó là sự thật. Tác động chị là anh có nói tác động chị nghe, anh có nói là anh không có làm, nhưng cái cây đó là giai đoạn đau lắm nên anh dùng dây nịt nó vẫn nhẹ hơn. Dây nịt của anh nó không khoe và dây nịt xin quất vô quốc không mạnh lắm đâu. Chỉ lần đó thôi gã chồng thản nhiên qua dùng dây nịt thay cho cây lau nhà để chút giận chị Hằng. Chỉ vì dây nịt của hắn là hàng chính hãng và khi ra đòn sẽ đỡ đau hơn. Không thể tin người chồng cũ lại coi việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ là một chiến tích để khoe khoang. Ngày 18 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với ông Phan Hiển. Trong buổi làm việc này, đại diện công an thành phố Thủ Đức cho biết vụ việc đang được điều tra xác minh theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 1009/QĐTH tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin báo về tội phạm. Lý do tạm đình chỉ theo cơ quan điều tra do thời hạn xác minh giải quyết thông tin về tội phạm đã hết, nhưng chưa có kết luận giám định tỷ lệ thương tích và kết quả giải thích vết thương cơ thể. Chị Phan Thị Mỹ Hằng, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức sẽ nhanh chóng phục hồi, giải quyết nguồn tin về tội phạm khi có kết quả trên. Trước thông tin trên, gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc. Gia đình cho hay dù đã gửi đơn tố giác tội phạm, đồng thời gửi hình ảnh chụp dấu vết tại hiện trường như cán cây lau nhà, đống quần áo, lời khai của cháu ngoại lời thừa nhận tác động con tôi bằng cây lau nhà xây nịt của b tuy nhiên không hiểu vì sao vẫn chưa thấy điều tra viên thụ lý xác minh và trả lời hiện tại vụ việc vẫn đang bị tạm đình chỉ để chờ kết quả giám định giải thích vết thương của nạn nhân Dư luận và gia đình nạn nhân vẫn ngày một mong mỏi cơ quan chức năng sẽ sớm cho họ câu trả lời thỏa đáng về sự ra đi bất thường của chị Hằng. Nếu thật sự nạn nhân không phải tử vong do nghi quẩn, thì nguyên nhân nào đã dẫn đến sự việc rơi lầu đau lòng xảy ra vào ngày 11 tháng 1? Liệu lời kể của con trai chị và những vết thương trên người có liên quan đến sự ra đi tức tuổi của chị hay không?